Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Hãng tin Reuters cho biết Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để nâng trần nợ nhằm ngăn chặn tình trạng vỡ nợ của Mỹ. Theo nguồn tin, thế bế tắc kéo dài nhiều tháng qua được gỡ sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa ông Biden và ông McCarthy vào tối 27 tháng 5 giờ Mỹ. Tuy nhiên, chi tiết về thỏa thuận chưa được tiết lộ. Nguồn tin cho biết các nhà đàm phán đã đồng ý giới hạn mức chi tiêu phi quốc phòng ở mức hiện tại trong 2 năm tới, để đổi lấy việc tăng trần nợ trong khoảng thời gian tương tự. Theo đó, thỏa thuận này sẽ là bước đệm để ngăn chặn một vụ vỡ nợ có nguy cơ gây bất ổn cho nền kinh tế Mỹ. Miễn là chính phủ của ông Biden vượt qua rào cản cuối cùng là một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo nước này sẽ vỡ nợ nếu Quốc hội không kịp thời thông qua thỏa thuận về việc nâng trần nợ công, vốn được ấn định ở mức 31,4 ngàn tỷ đô la. Sau khi ông Biden và ông McCarthy đạt được đồng thuận, các thành viên Hạ viện sẽ có 72 giờ để đọc lại các đề xuất trước khi bỏ phiếu. Tiếp đến, đề xuất sẽ cần phải thông qua ý kiến Thượng viện. Khi cả lưỡng đảng thống nhất thông qua, dự luật sẽ được chuyển cho ông Biden ký ban hành luật chính thức. Bế tắc kéo dài đã gây áp lực lên thị trường tài chính Mỹ. Các nhà kinh tế cho rằng vỡ nợ sẽ gây ra hậu quả còn nặng nề hơn nhiều, có nguy cơ đẩy quốc gia vào suy thoái, làm rung chuyển kinh tế thế giới và dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng đột biến. Sau các cuộc đàm phán hiệu quả với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25 tháng 5, theo giờ địa phương, bắn tín hiệu gần đạt được thỏa thuận về nâng trần nợ công trước hạn chót ngày 1 tháng 6. Hãng tin AFP dẫn lời ông Biden sẽ không có vỡ nợ. Bên cạnh đó, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Ben Lamont tuyên bố đàm phán đang tiến gần đến thỏa thuận. Dù vậy, Tổng thống Mỹ thừa nhận vẫn còn sự bất đồng về vấn đề cắt giảm chi tiêu. Tôi không cho rằng gánh nặng nên đè lên vai tầng lớp trung lưu và lao động Mỹ, ông Biden nói. Trong khi đó, ông McCarthy khẳng định sẽ không chấp nhận giải pháp tăng thuế đối với doanh nghiệp và người giàu để giảm nợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc. Lãnh đạo của phe Cộng hòa nói, cho rằng hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận. Phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ đang muốn cắt giảm chi tiêu 130 tỷ đô la để đồng ý tăng trần nợ công hiện lên 31.400 tỷ đô la. Theo hãng tin Reuters, thỏa thuận giữa Cộng hòa và Dân chủ có thể bao gồm giới hạn chi tiêu của chính phủ trong các chương trình giáo dục, nhà ở. Ngoài ra, phe Cộng hòa cũng muốn siết chặt yêu cầu đối với người nhận trợ cấp, thu hồi số tiền hỗ trợ đại dịch COVID-19 chưa sử dụng. Bất cứ thỏa thuận nào cũng cần phải thông qua lưỡng viện trong Quốc hội Mỹ. Hạ viện Mỹ chính thức bước vào kỳ nghỉ 10 ngày đến ngày 4 tháng 6, dù ông McCarthy nói rằng các nghị sĩ sẽ được triệu tập nếu cần bỏ phiếu. Bộ Tài chính Mỹ mới đây cho biết họ sẽ bán bớt khoảng 119 tỷ đô la nợ khi đến ngày 1 tháng 6, có nghĩa hạn chót có thể được dời lại để các bên có thêm đàm phán. Theo thông báo của công ty xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, Mỹ đối mặt với việc hạ bậc tín nhiệm được đưa ra vì tình trạng đàm phán trần nợ công của Mỹ kéo dài khiến tình hình trên thị trường tài chính trở nên tệ hơn. Nước Mỹ có rủi ro cạn tiền mặt và ảnh hưởng tới thanh khoản của nền kinh tế. Ngày 23 tháng 5, đội ngũ Nhà Trắng được chỉ định bởi Tổng thống Joe Biden đã tiếp tục đàm phán với các đối tác thuộc đảng Cộng hòa nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trần nợ công hiện nay. Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được thỏa thuận nào sau 2 giờ thảo luận. Các bất đồng hiện nay vẫn tiếp tục xoay quanh vấn đề thâm hụt ngân sách liên bang khi phe Cộng hòa muốn cắt giảm chi tiêu, trong khi đảng Dân chủ muốn tăng thuế đối với những người giàu và các doanh nghiệp. Nếu các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục bế tắc, Mỹ có thể có nguy cơ sẽ vỡ nợ từ ngày 1 tháng 6, theo cảnh báo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, và điều này sẽ có tác động lớn tới không chỉ nền kinh tế Mỹ mà cả thế giới. Theo các chuyên gia kinh tế, việc Mỹ vỡ nợ có thể châm ngòi cho suy thoái kinh tế, nhiều việc làm mất đi và chi phí vay nợ gia tăng. Tuy nhiên, trong quá khứ, các thỏa thuận về trần nợ công thường hoàn thiện vào phút chót, khi áp lực đủ lớn để buộc các bên phải đưa ra lựa chọn nhất định. Năm 2011, trung tâm nghiên cứu S&P Global Rating cũng đã hạ bậc tín nhiệm của Mỹ từ mức AAA sau khi tiến trình đàm phán trần nợ công liên tục trục trặc. Động thái này đã khiến thị trường diễn ra cuộc bán ròng mạnh mẽ, nhất là cổ phiếu tại thị trường toàn cầu. Sau thông tin từ Fitch Ratings, đồng yên Nhật vốn được xem là tài sản an toàn của giới đầu tư lập tức có dấu hiệu tăng giá so với đô la Mỹ.
chỉ số S&P 500 cũng phản ánh rủi ro về vấn đề nợ công khi theo xu hướng giảm những phiên gần đây. Một quan chức cấp cao trong ngành cho biết, ngành tài chính Mỹ đã chuẩn bị cho kịch bản Mỹ vỡ nợ. Một cuộc khủng hoảng như vậy đã diễn ra trước đây vào tháng 9 năm 2021. Nhưng lần này, khung thời gian để các bên đạt được thỏa hiệp tương đối ngắn khiến các ngân hàng lo lắng. Các ngân hàng, công ty môi giới và sàn giao dịch đang chuẩn bị cho kịch bản gián đoạn trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, cũng như biến động lớn hơn. Quá trình chuẩn bị thường gồm bước lập kế hoạch về cách xử lý các khoản thanh toán chứng khoán kho bạc, phản ứng của các thị trường tài trợ quan trọng, đảm bảo đủ công nghệ, năng lực nhân sự và tiền để xử lý khối lượng giao dịch cao, kiểm tra tác động tiềm tàng đối với hợp đồng với khách hàng. Các nhà đầu tư trái phiếu lớn đã cảnh báo rằng duy trì mức thanh khoản cao là rất quan trọng để chống các biến động giá tài sản mạnh, tiềm ẩn và để tránh phải bán vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. Công ty giao dịch trái phiếu Tradeweb cho biết họ đang thảo luận với khách hàng, các nhóm ngành và những người tham gia thị trường khác về các kế hoạch dự phòng. Hiệp hội Thị trường Tài chính và Công nghiệp Chứng khoán có một hướng dẫn chi tiết về việc các bên liên quan trên thị trường trái phiếu kho bạc, như Ngân hàng Dự trữ Liên bang chi nhánh New York, Công ty Bù trừ Thu nhập Cố định, các ngân hàng thanh toán bù trừ và các đại lý trái phiếu kho bạc sẽ liên lạc trước và trong những ngày có khả năng xảy ra tình trạng thanh toán muộn trái phiếu kho bạc. Hiệp hội Thị trường Tài chính và Công nghiệp Chứng khoán đã xem xét một số kịch bản. Càng có nhiều khả năng Bộ Tài chính Mỹ sẽ tìm cách có thêm thời gian để trả tiền cho các trái chủ bằng cách thông báo trước khi đến hạn phải thanh toán rằng họ sẽ luân chuyển các chứng khoán đáo hạn đó, gia hạn mỗi lần một ngày. Điều đó sẽ cho phép thị trường tiếp tục hoạt động, nhưng tiền lãi có thể sẽ không tích lũy cho khoản thanh toán bị trì hoãn. Trong kịch bản rắc rối nhất, Bộ Tài chính Mỹ không thanh toán được cả tiền gốc và phiếu lãi, đồng thời không gia hạn được thời gian đáo hạn. Trái phiếu chưa thanh toán không còn có thể giao dịch và sẽ không còn được chuyển nhượng trên dịch vụ chứng khoán Fedwire, được sử dụng để nắm giữ chuyển nhượng và giải quyết trái phiếu kho bạc. Mỗi kịch bản có thể dẫn đến các vấn đề vận hành quan trọng và yêu cầu điều chỉnh thủ công hàng ngày trong quá trình giao dịch và thanh toán. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!